Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của màn ảnh Trung Quốc. Với gương mặt baby của mình, cô nàng thường được mời vào những vai nữ chính với tính cách dễ thương, trong sáng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Đàm Tùng Vận đã liên tục thử thách bản thân với nhiều vai diễn phức tạp hơn và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Trong video này, Cbiz Film sẽ giới thiệu cho bạn top 12 bộ phim hay nhất và mới nhất của Đàm Tùng Vận. Bắt đầu thôi! Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, 2016. Nếu bạn là fan của bộ truyện Trấn Hoa Cao Trung Tam Bộ Khúc hay đơn giản là đang tìm kiếm một bộ phim thanh xuân vườn trường để cày, thì bộ phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta là bộ phim Hoa Ngữ mà bạn nên xem một lần trong đời. Sự thành công vang dội của phim đã đưa Đàm Tùng Vận từ nữ phụ mờ nhạt thành nữ thần thanh xuân được săn đón nhất nhì xứ Trung. Với mái tóc ngắn ngố tàu cùng đôi mắt to tròn, ít ai biết rằng cô nàng Cảnh Cảnh do Đàm Tùng Vận thủ vai mà chúng ta từng theo đuổi lúc ấy đã 26 tuổi. Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta là câu chuyện của những bạn trẻ đang học cấp 3, đã cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời với những hiểu lầm, bốc đồng và tình yêu trong sáng. Cảnh Cảnh là một học sinh không quá xuất sắc, nhưng nhờ chút may mắn mà vào được trường Trung học Trấn Hoa, một ngôi trường có tiếng về thành tích ở thành phố. Ở đây, cô trải qua tuổi 18 cùng những người bạn tốt, trong đó có Dư Hoài, do Lưu Hạo Nhiên thủ vai, anh bạn ngồi cùng bàn của cô. Tình yêu mà Cảnh Cảnh và Dư Hoài dành cho nhau không mãnh liệt hay ủy mị mà rất nhẹ nhàng và thuần khiết như chính tuổi thanh xuân của họ vậy. Họ cùng nhau trưởng thành, cùng hướng về nhau nhưng lại chưa thể cùng nhau trọn vẹn một tình yêu. Mùa Hè Của Hồ Ly, 2017. Từng là bộ phim không nhận được quá nhiều sự quan tâm trước khi lên sóng, Mùa Hè Của Hồ Ly bất ngờ khuấy đảo màn ảnh xứ Trung nhờ kịch bản mới lạ. Khi nam chính là anh chàng là thỏ đội lốt cáo và nữ chính là một nàng là hồ ly đội lốt thỏ. Nữ chính Lê Yến Thư, do Đàm Tùng Vận thủ vai, lớn lên trong vòng tay của một người kế ham phú quý và một người chị không chung máu mủ, là con riêng mà cha luôn khinh khi, ghét bỏ mình. Mặc dù có hoàn cảnh đáng thương nhưng Lê Yến Thư lại là một cô gái vô cùng cá tính, không bao giờ để mình thua thiệt. Cô quen biết và đem lòng yêu giám đốc Cố Thừa Trạch, do Khương Triều vai, một chàng trai ưa sạch sẽ và lạnh lùng. Cả hai có một mối tình lãng mạn nhưng cũng gian nan, khi Yến Thư biết rằng từ đầu Thừa Trạch tiếp cận cô là có mưu đồ. Mặc dù đi theo mô típ oan gia, không đánh không quen nhưng Mùa Hè Của Hồ Ly lại khai thác những khía cạnh hài hước và thú vị. Dù bình cũ nhưng rượu mới khiến người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Từng Đóa Bọt Sóng, 2017. Khai thác đề tài thể thao, bộ phim Từng Đóa Bọt Sóng đã một lần nữa khẳng định danh hiệu nữ thần thanh xuân của Đàm Tùng Vận. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Từ Tiểu Thất, bộ phim là câu chuyện của người trẻ đầy đam mê và không ngừng nỗ lực. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Nhất Bạch, do Hùng Tử Kỳ thủ, anh chàng vận động viên bơi lộ tài năng, đã bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của cô phóng viên tập sự Vân Đoá, do Đàm Tùng Vận thủ vai. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè và nảy sinh tình cảm với nhau. Vân Đoá luôn tin tưởng Nhất Bạch, cho dù cả thế giới có nói rằng anh từng dùng chất kích thích trong khi thi đấu. Còn Nhất Bạch luôn đứng ra bảo vệ Vân Đoá và cũng là ân nhân từng cứu cô. Nhờ sự ăn ý trong diễn xuất cùng kịch bản phủ đường siêu đậm đặc, Từng Đóa Bọt Sóng hiển nhiên trở thành một trong những bộ phim thành công nhất của Đàm Tùng Vận. Đưa cặp đôi Bạch Đoá cũng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích năm 2017. Cẩm Y Chi Hạ, 2020. Mặc dù đã được quảng bá từ giữa năm 2019, nhưng Cẩm Y Chi Hạ khiến nhiều fan phải lót dép hóng từng ngày khi đến tận cuối năm 2019, tập đầu tiên của phim mới được trình làng. Không là người hâm mộ thất vọng, Cẩm Y Chi Hạ dễ dàng tạo nên tiếng vang lớn trong đầu năm 2020. Sự chỉnh chu trong bối cảnh, tạo hình nhân vật đến nội dung là điểm cộng rất lớn mà không phải bộ phim cổ trang thể loại điều tra phá án nào cũng có được. Trong phim, Đàm Tùng Vận vào vai Viên Kim Hạ, một bổ khoái, hiếm có khó tìm trong lục phiến môn. Cô là một người vô cùng thông minh, lém lính, đặc biệt với tính khí khác lạ của mình, cô không ít lần khiến Cẩm Y Vệ Lục Dịch, do Nhậm Gia Luân thủ vai, một kẻ máu lạnh cũng phải đau đầu. Kim Hạ và Lục Dịch quen nhau nhờ cùng tham gia điều tra bí mật đằng sau vụ mất tích kỳ lạ của 10 vạn lượng bạc. Tuy nhiên, quan điểm sống khác nhau cùng tính cách trái ngược đã khiến cả hai không có chút cảm tình gì về nhau ngay từ đầu. Chỉ đến khi trải qua thử thách và đau thương, họ mới dần nhận ra tình yêu dành cho nhau. Đó cũng là lúc Kim Hạ biết được thân phận thật sự của mình, cùng những khúc mắc trong mối quan hệ với Lục Gia. Nhờ tuyến nhân vật được xây dựng sát với tiểu thuyết và dàn diễn viên trẻ nhưng thực lực có đủ, Cẩm Y Chi Hạ không cần quảng bá rầm rộ cũng tự nhiên gây bão cộng đồng yêu phim Hoa Ngữ. Dân Sơ Kỳ Nhân Truyện, 2020. Dân Sơ Kỳ Nhân Truyện kể về câu chuyện đầy kỳ bí của nam chính Hoa Dân Sơ do Âu Hào thủ vai. Mặc dù tay chân trói gà không chặt, nhưng anh lại là người thông minh, mưu lược và có chí hướng.
anh vô tình bị cuốn vào một mối quan hệ phức tạp với tổ chức tự xưng là Ngoại Bát Hành. Từ bỏ cuộc sống xa hoa của một thiếu gia, cậu dấn thân vào giang hồ mang trong mình lý tưởng vì dân vì nước chống lại những thế lực ngầm. Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Hi Thủy, truyền nhân của Dịch Dương Hàng nổi tiếng với tài pha chế độc dược. Hi Thủy là một cô gái có chút kỳ quái, ngốc nghếch nhưng lại rất giỏi võ công. Cô có một niềm say mê điên cuồng với sư ca Hoa Dân Sơ và luôn sát cánh bên anh, không để ai làm tổn thương anh. Bộ phim Dân Sơ Kỳ Nhân Chuyện đã đánh dấu bước trưởng thành mới của Đàm Tùng Vận trong sự nghiệp diễn xuất. Khi vai diễn này đòi hỏi cô phải có khả năng diễn xuất chắc tay ở những phân cảnh hành động nghẹt thở và những cảnh bi thương của nhân vật Hi Thủy. Suốt bộ phim, người ta thấy Hi Thủy khóc rất nhiều, cô khóc vì mất đi gia đình duy nhất của mình, khóc khi bị sư ca mắng, khóc khi chứng kiến người mình yêu lấy người khác và khóc khi tự kết liễu đời mình. Trong cùng một phân cảnh, vừa mới giây trước, Hi Thủy còn khiến khán giả cười rơm rả, nhưng ngay sau đó nhân vật của Đàm Tùng Vận lại khiến người xem phải rơi nước mắt ngay tức thời. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà 2020. Phát sóng năm 2020, bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là một trong những bộ phim được yêu thích nhất của năm 2020 và cũng là một trong những phim tiêu biểu nhất trong sự nghiệp hơn 15 năm của Đàm Tùng Vận. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của ba anh em Lăng Tiêu do Tống Uy Long thủ vai, Lý Tiêm Tiêm do Đàm Tùng Vận thủ vai và Hạ Tử Thu do Trương Tân Thành thủ vai, dù không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ nhưng lại thương nhau hơn cả máu mủ ruột già. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà xoay quanh câu chuyện về một gia đình 5 người khá kỳ lạ, bao gồm bố Lăng, bố Lý, anh lớn Lăng Tiêu do Tống Uy Long thủ vai, anh nhỏ Hạ Tử Thu do Trương Tân Thành thủ vai, em út Lý Tiêm Tiêm do Đàm Tùng Vận thủ vai. Trong đó, anh nhỏ và em út lần lượt là con nuôi và con ruột của bố Lý, anh lớn là con ruột của bố Lăng. Để chăm sóc cho lũ trẻ tốt hơn, hai ông bố đơn thân quyết định góp gạo thổi cơm chung. Hai gia đình sống chung suốt nhiều năm cho tới một ngày biến cố xảy đến, Lăng Tiêu cùng Hạ Tử Thu buộc phải ra nước ngoài. Suốt 9 năm không quay lại Trung Quốc, khiến Lý Tiêm Tiêm đánh mất niềm tin vào sợi dây tình cảm giữa những người không chung huyết thống. Ngày trở về, Lăng Tiêu đột ngột tỏ tình với em út, còn anh chàng Hạ Tử Thu thì lại sợ bị đá ra khỏi nhà họ Lý, nên đòi cưới Tiêm Tiêm để ở rể. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của mẹ ruột Lăng Tiêu và mẹ ruột Tử Thu đã khiến nhiều chuyện éo le xảy ra, gia đình nhỏ 5 người cũng vì thế mà không ít lần rơi vào tình thế ngượng ngùng và khó xử. Phố Ma Dương Thân Yêu 2021. Bộ phim Phố Ma Dương lấy bối cảnh tại Quảng Châu lúc cải cách khai phóng năm 80. Phim kể về những câu chuyện xảy ra trong khu phố Ma Dương, nơi có 6 gia đình đã cùng sinh sống hơn 30 năm, bao gồm gia đình của Mã Hiểu Hiểu do Đàm Tùng Vận thủ vai, Âu Tiểu Kiếm do Hứa Ngụy Châu thủ vai, Dịch Đông Đông do Ngưu Tuấn Phong thủ vai. Mùa hè năm 1984, Dịch Đông Đông chuyển đến thành phố Ma Dương cùng với gia đình và trở thành bạn với 5 đứa trẻ khác. Họ cùng nhau trải qua những giây phút của tuổi trẻ thật dữ dội, đến khi lớn lên họ lại có những ước mơ và lý tưởng cho một tương lai tươi đẹp. Thế nhưng sau cái chết bí ẩn của bố Âu Tiểu Kiếm, anh dường như trở thành người khác, từ một học sinh của trường cảnh sát, anh trở thành một gã côn đồ bất cần đời. Sự thay đổi đột ngột này đã khiến cho các bạn của anh, đặc biệt là Mã Hiểu Hiểu bất ngờ và rất thất vọng. Tiểu Kiếm ngày càng lún sâu vào con đường tù tội, anh đã phải đi tù gần 2 năm vì đã bước chân vào con đường xã hội đen. Thế nhưng sau vỏ bọc trai hư ấy, không một ai biết là Âu Tiểu Kiếm lại là một cảnh sát chìm và đang phải cải trang để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Còn về Mã Hiểu Hiểu, cô đã trở thành một luật sư sau khi tốt nghiệp đại học và dần đảm đương được gánh nặng gia đình. Mối tình thanh xuân chóng vánh giữa Mã Hiểu Hiểu và Âu Tiểu Kiếm cũng nhanh chóng tan vỡ, chỉ có Dịch Đông Đông vẫn luôn đơn phương cô gái Hiểu Hiểu suốt bấy lâu nay. Cẩm Tâm Tựa Ngọc 2021. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của tác giả Chi Chi. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của nàng thứ nữ La Gia là La Thập Nhất Nương do Đàm Tùng Vận thủ vai. Mẹ ruột của Thập Nhất Nương vốn là thiếp thất không được sủng ái của La Lão Gia, nên từ nhỏ Thập Nhất Nương đã bị đẩy sống bên ngoài La Phủ, cuộc sống vô vàn khó khăn. Tuy địa vị thấp bé nhưng cô lại rất có chính kiến, cô vẫn luôn mong rằng sẽ dựa vào tài theo thùa của mình mà sống một cuộc đời tự do tự tại, không phải cầu cạnh hay dựa dẫm bất cứ ai. Nhưng hy vọng đó của cô đã vụt tắt khi La Gia đã dày công sắp đặt cho cô thành hôn với Từ Lệnh Nghi của Từ Gia nhằm kế thất cho đại tỷ là La Nguyên Nương sắp qua đời vì bạo bệnh. Sau khi bước chân vào Từ Phủ, trở thành một chủ mẫu, La Thập Nhất Nương nhờ vào sự thông minh, cẩn trọng và khôn khéo của mình đã từng bước chinh phục được trái tim của Từ Lệnh Nghi, đồng thời còn vượt qua mọi mưu sâu kế hiểm từ hậu viện nhằm nhắm vào nàng. Các thiếp thất khác vì vị thế của mình ở Từ Gia cũng như vị trí trong lòng Từ Lệnh Nghi mà luôn khiến hậu viện không một ngày yên ổn. La Thập Nhất Nương dù trẻ tuổi nhưng lại giỏi ứng biến, cư xử ôn nhu, khéo léo, đã luôn cố gắng giữ gìn hòa khí gia đình để phu quân an tâm lo công vụ.
Mặt khác, nhờ được phu quân tin tưởng và khích lệ, Thập Nhất Nương còn mở xưởng thêu Tiên Lăng Các để truyền dạy kỹ năng thêu thùa cho mọi người. Có Hiền Thê làm hậu phương vững chắc, Từ Lệnh Nghi an tâm lập nhiều công trạng hiển hách trên triều đình, giúp bá tánh an cư lạc nghiệp. Phu thê đồng tâm vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần giúp bá tánh có cuộc sống ấm no, từ đó cũng tạo nên hạnh phúc cho cuộc đời của chính họ. Xin gọi tôi là Tổng Giám Đốc 2022. Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên, bộ phim Xin gọi tôi là Tổng Giám Đốc thuộc thể loại hài lãng mạn, kể về mối tình oan gia ngõ hẹp nhưng không kém phần ngọt ngào. Giữa nàng thư ký đầy cá tính Ninh Mông do Đàm Tùng Vận thủ vai và chàng tổng tài khó tính Lục Ký Minh do Lâm Canh Tân thủ vai. Vốn khắc khẩu và không đồng quan điểm, cặp đôi luôn đối đầu trên mọi chiến trường công việc. Thế nhưng, đứng trước một cô gái mạnh mẽ, độc lập và tham vọng như Ninh Mông, chàng tổng giám đốc lạnh lùng như Ký Minh cũng phải siêu lòng. Về phần Ninh Mông, cô mong muốn trở thành một nhà đầu tư xuất sắc nhưng cấp trên lại nghĩ cô không đủ trình độ. Để tìm cho mình lối đi mới, Ninh Mông quyết định xin nghỉ việc sau nhiều năm cống hiến và vận mệnh của cô bắt đầu thay đổi sau khi gặp Ký Minh. Một chàng tổng tài cao lớn và một cô thư ký nhỏ bé, hai nhân vật có sự tương phản và cân xứng rất hài hòa, mở rộng con đường sự nghiệp với mục tiêu, lý tưởng chung. Nhờ đó mà cả hai đã có những bước đột phá trong phát triển cá nhân. Ninh Mông cuối cùng trở thành nhà đầu tư xuất chúng có thể làm việc độc lập, trong khi Lục Ký Minh ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn. Đồng thời, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu sắc, khắc họa một tình yêu mà nhiều người tưởng tượng, ước ao. Quy Lộ 2023. Quy Lộ là bộ phim kể về tình yêu chuyện tình đường trộn thủy tinh với nhiều trắc trở của anh chàng quân nhân Lộ Viêm Thần do Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận và cô nàng Quy Hiểu do Đàm Tùng Vận đảm nhận. Hai người vốn là bạn học thời cao trung, là mối tình đầu trong sáng, cũng là tình cuối mặn nồng của nhau. Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần vốn là bạn học thời niên thiếu. Một người được lớn lên trong gia đình bình yên hạnh phúc, là công chúa nhỏ của ba mẹ. Một người lại phải sống dưới sự bạo hành của người cha tệ bạc. Cả hai có tính cách trái ngược vào lúc tuổi trẻ mộng mơ đã gặp và trở thành tình đầu của nhau. Quy Hiểu đã dùng sự lương thiện, ấm áp và tình yêu sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương của Lộ Viêm Thần. Tưởng rằng tình cảm của cả hai sẽ tiếp tục bình yên như vậy, nhưng sóng gió lại đến với gia đình Quy Hiểu. Đúng thời điểm đó, Viêm Thần đang làm đặc cảnh ở biên cương không thể bầu bạn bên cô. Vì vậy mà cả hai cứ vậy chia tay dù trong lòng vẫn vương vấn đối phương. 8 năm sau, Quy Hiểu tình cờ gặp lại Lộ Viêm Thần, mặc dù trong lòng lại gợn sóng, nhưng vì khúc mắc quá khứ mà không chủ động liên lạc lại với anh. Mãi đến 2 năm sau, khi Quy Hiểu đi công tác đến bên cạnh nơi Viêm Thần làm nhiệm vụ, thì cả hai mới gặp lại nhau một lần nữa. Tình yêu vốn tưởng đã lụi tắt lại một lần nữa bùng lên mãnh liệt. Họ vẫn không tự chủ được hướng về đối phương, quan tâm đối phương. Cuối cùng, nhờ cha mẹ mai mối, Quy Hiểu và Viêm Thần đã trở về chung một mái nhà. Tưởng rằng từ đây cả hai sẽ hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của riêng mình, ngờ đâu sóng gió lần nữa ập đến. Viêm Thần bị thương và hôn mê trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Quy Hiểu cùng đứa con trong bụng vượt ngàn dặm đến chăm anh. Sau bao trắc trở, Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần cũng có một happy ending cùng cô con gái nhỏ tại thành phố biên giới. Phim sắp lên sóng. Em đẹp hơn ánh sao trời. Dự án Em đẹp hơn ánh sao trời nhận được nhiều sự chú ý nhờ màn kết hợp giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện nữ chính Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai. Cô là một nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật bất ngờ từ chức, tự xông pha ra ngoài khởi nghiệp. Nhờ trí óc sáng tạo, Kỳ Tinh thành công thu hút được sự đầu tư của nhà đầu tư Phúc Hắc tên Hàn Đình do Hứa Khải đảm nhận, chủ tịch của một công ty y tế lớn mạnh. Trong quá trình tiếp xúc và làm việc chung lâu dài, cả hai cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Hàn Đình đã luôn ở cạnh Kỳ Tinh, giúp cô vượt qua thời khắc tuyệt vọng khi đánh mất đi công việc, những cơ hội và cả mối tình 7 năm của cô. Ban đầu, một số fan nguyên tác cho rằng cặp đôi diễn viên chính không có độ tương thích cao với thiết lập nhân vật trong sách, ngoại hình khó tạo nên chemistry. Thế nhưng sau khi đoàn phim công bố poster đôi, cùng với những đoạn video ngắn của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, cộng đồng mạng bắt đầu thay đổi quan điểm và mong chờ vào câu chuyện của cả hai. Đồng thời, cách biệt chiều cao giữa hai diễn viên cũng hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phân đoạn quắn quéo cho một phim ngôn tình. Thục Cẩm Nhân Gia. Thục Cẩm Nhân Gia được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang. Phim xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Lý Anh Anh ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Uyên, con trai thứ ba của Dương Gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển, trở nên mặn nồng. Sự kết hợp giữa hai cái tên có năng lực diễn xuất Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành giúp dự án Thục Cẩm Nhân Gia thu hút sự quan tâm của khán giả. Câu chuyện tập trung xoay quanh cuộc đời nữ chính là một cô gái có thiên phú về dệt nhuộm vải lụa. Trải qua biến cố gia đình, tình cảm và hôn nhân,
cô từng bước trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn, thành công phát triển con đường dệt gấm sán lạn. Đây là một tựa phim cổ trang đại nữ chủ, từ góc độ trưởng thành của nữ chính kết hợp giữa các yếu tố về nghề dệt vải, cuộc chiến trong giới thương nhân và tình yêu để mang đến nhiều điều đáng mong chờ. Bạn đã xem được những phim nào của Đàm Tùng Vận trong số những phim mà mình đã nhắc đến ở trên? Bạn có nhận xét như thế nào về những phim này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ ý kiến với mọi người nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!